Kính chào quý cô chú anh chị trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục mời quý cô chú anh chị về chỗ của anh Tèo ha, ở Châu Thành, Hậu Giang. Mời quý cô chú giao lưu với chỗ anh Tèo một số cây mây giảo Thủ Đức thành phẩm ha, từng chậu nụ tròn sáng do ha, sáng trưng ha cô chú anh chị, còn do đầy cây luôn. Việc lâu là đều nhau hết trơn ha. Rồi mời cô chú anh chị gặp chỗ anh Tèo để biết chi tiết thông số của từng cây ha. Rồi chào anh khách ơi. Rồi tổng chào bà con nha. Hôm nay ngày 27 tháng 12 em xin giới thiệu là 20 cây giảo ghiên thành phẩm. Hàng này chơi Tết nha bà con. Hôm nụ thì dữ lắm rồi. Rồi còn cỡ khoảng 10 ngày nữa là lặt lá tới bữa 16 là dứt điểm đó. Rồi chương trình của em là bao ship 300 cây số nha. Trở lại giao là tặng chậu hết. Số điện thoại em là 076 8621 849 Tèo. Rồi mời bà con xem cây nha, cây số 1. Đây, tàn thông nha bà con. Rồi đây em quay vòng cho em đo luôn rồi thấy vô con quạnh nha, vô nụ. Chỉ cành thì khỏi nói. Đó, dần xương nó bít chịch luôn. Xương dữ lắm nha. Đây rồi em đo quạnh luôn đi rồi đó, chiều ngang chiều cao sao nha. Này đế nè nhà bà con. Nó còn hơi sâu nha. Nở nở đế dữ lắm mà, cây này bự cái cây. Đó mình vòng nó đi. Rồi ok, rồi. Cái quạnh của em đó mã số 1 nha bà con. À, cái quạnh đó là hơn 26, hơn 26 tính 26 đó. Cây này nhìn phê lắm nha, nụ thì cứng cây luôn. Để em đo đi, em quay cái vòng vòng cho bà con xem nụ nha. Chiều cao là 1m7. Thấy chưa? Họ tạ ngang cây này 2m luôn nha. Đây em quay sơ sơ cho anh, quay, anh để máy đi quay chậm cho người. Đó nụ thì ôm đều cây nha bà con. Thấy không? Đó hết cây thước 2m luôn đó. Đây cây trên ha, chỗ nào cũng có trên. Đây. À. Nhánh này là gì nè, đó. Cái gì nút áo vậy đó. Ok nha. Rồi rồi, mã số 1 này em xin giao lưu là 2.800.000 nha. À, bao ship 300 cây số, ai lợi tới vườn thì một cây em bớt 200.000 tiền tự chở. Còn mua số lượng nhiều thì có giá ưu đãi luôn nha. Đây. Đây. Rồi mã số 2. Thông cao. Em quay vòng đi anh, đứng đây em đo chiều cao luôn đi. Được chưa? Đo chiều cao đi rồi coi đế nụ sao. Rồi chiều cao 2m4 nha. Cái này bự lắm nha. Thấy chưa? Rồi chiều ngang 2m luôn nha. Cây khủng lắm. Quá trời bự. Đó. Rồi vô coi gần nụ đi. Ôm nụ hết trơn nha. Già dữ lắm, già nha bà con. Nụ á. Cái này mặt bông đó thì từ 5 tới 12 cánh đó. Giảo ghim đó.
ương từ cái hột ra trồng lên. Này nó nở là thôi khỏi nói luôn. Đây, chi cành đó. Cành này có củ đế luôn nha. Rồi, có củ rồi nè, cái này nó trồng hơi sâu kìa mà con. Đó. Nguyên cái củ chà bá luôn mà nó hơi sâu ra chưa môi. Sao để nguyên gì đó. Dễ đâu. Rồi trên này luôn nha. À, cái hoành 23. Hơn 23 đó, tính 23 đó. Rồi cây mã số 2. Mã số 2 này em xin giao lưu là cũng 2 triệu 8 nha. Đó, bao ship 300 cây số luôn, tặng chậu luôn. Ai mua số lượng nhiều thì em có giá ưu đãi nha, cái gốc luôn. Đây. Đó, biết cái cây không? À, cái này nè, cái này. Cây trồng 7 đi. Cái kiểu đi. Nè. Đây, bữa nay có cây bằng kiểu chậu 7 nha. Trời ơi. Đó, bữa nay lên hàng có hàng này soạn ra cây lạ lạ bán cho gọi kìa. Đó. Dữ lắm cho mình nha. Có trứng luôn nè. Hàng tiện chọn ha. Đây. Kiểu. Đây, đế nha. Lực ha, để lực luôn. Lực luôn. Chạy bài ra luôn. Đây có cục trứng nha. Những cục trứng này cũng đã lắm. Khó. Đây cục nè, chưa rõ. Đó, chi cành nè. Cái cốt nó bự lắm nha, cây này lực lắm nha bà con. Cây mai kiểu. Cái này nằm trong chậu 7 tắc nha, lọt lòng á. Hôm nay có một cây này lên bán cho vui nha. Cái này cái đẹp. Nụ thì dữ lắm à. Nụ nó còn hơi nhỏ chút. Mà là vẫn nở bình thường nha. Rồi, rồi, đo đo cái kiểu đó trước nha. Cái hoành đó em nó luôn. Đây, cái chiều nằm đây là 40 nha. Cái chiều kiểu này nè. Cái hoành thì 27. Đế thì dữ lắm nha bà con. Khỏi đo đế đi. Đó. Rồi em đo chiều cao với chiều ngang luôn nha. Cái này lực cây lắm. Rồi chiều cao 2 mét luôn nha. Rồi. Rồi chiều ngang 1m7. Rồi nụ nó còn nhỏ mà nó vẫn nở bình thường nha bà con. Nó quay vòng cho xem cái tàn sơ nha. Đó. Cái lá này thì vài bữa nó lật rồi, nó bị cháy chứ không sao nha. Nó cháy đều cái luôn. Xịt thuốc không kịp. Lên bông nữa. Ờ, nhiều lắm. Cây này nở bình thường. Rồi, mã số 3 nha. Mã số 3 này em xin giao lưu là 4.200.000. 4.200.000, bao ship 300 số luôn nha. Rồi xuống. Ôi giời. Ôi. Quá trời cái cây. Lên. Rồi cây số 4. Đây. Mã số 4 nha bà con. Cái này nụ dữ lắm à. Bông thì cái dàn cây này bông thì khỏi chơi. Từ 5 tới 12 cánh vàng đậm. Rồi chịu qua luôn không? Rồi, thẳng đo luôn đi. Rồi, đo luôn ha. Trồng do luôn ta. Hàng này có chỉnh sửa rồi hết trơn nha.
chiều cao 2m. Thấy chưa? Rồi, tàng ngang 1m9. Cây này ôm nụ dữ lắm à. Cứng cây rồi, rồi gãy cái nhánh này. Đó. Quá trời nè. Chi cạnh nó thì bà con coi hổ đi, nó dày bịch gì đó. Nó dằn xương nó dữ lắm. Đều thấy ghê không? Rồi để đây. Ok nha. Cái lô cây này thì nụ thì bao luôn. Cây nào cũng nụ dữ lắm nha bà con. Rồi em đâu hoành luôn nha. Rồi cái hoành của em nó là 23. Ui khỏi chơi. Rồi cây mã số 4. Mã số 4 này em xin luôn là 2.500.000 nha. À, em quay vòng cho coi nụ ha. Đấy coi nụ chưa. Đây cái nhánh nhỏ bằng gì nè. Nhưng mà lại cây cho nó. Ồ, thấy không? Bây giờ tới đọt hết trơn rồi nha bà con. Đó. Đều cây luôn. Lắm dần nụ nha. Lá là dần thật luôn ha. Ừ, lá nó già dữ lắm, già rồi. Nụ thì nó cũng già luôn. Rồi. Rồi mã số 4. Em xin giao lưu là 2.500.000. Xuống. Rồi đây. Bứt cái nhà luôn rồi. Lên số 5. Đó đi, với cây nhà 7 luôn. Đây. Đây. Đây, rồi mã số 5 nha. Ăn cua. Ô, cái này thấy đẹp nha. Bạch trời. Mã số 5. Rồi cho em đo chiều cao luôn nha. Chiều dày luôn. Đó, chi cạnh đó. Thì bịch gì đó. Đây, cây này có đế nha bà con. Cây nào cũng có đế đi nha. Điều hết trơn á. Mấy cái lồng này thì nữa thì cắt bỏ luôn, thầy lỡ để luôn. Rồi, đó luôn. Đó, ghế điều hết trơn đó. Quá trời. Rồi, cái hoành của em nó là 22 nha. Yếu chút xíu à. Rồi, xuất xuống 22 đó. Rồi. Cái này nụ lắm à. Rồi chịu. Rồi cao 1m9. Thấy chưa? Rồi. Rồi ngang 1m8 luôn nha. Đây, quay nụ không? Rồi rồi rồi. Cây mã số 5 này em xin giao lưu là 2.500.000 nha. 2.500.000, số điện thoại em là 0768621849 nha. Tèo xuống. Lên cây cho 7 luôn đi. Trống quá. Ấy lên. Theo mày. Đây dạ. Rồi, cây này cho 7 nha bà con. À, mã số 6. Rồi. Cái này quá già lá luôn rồi. Đó, chỉ cần thì lắm nha. Hàng này có chỉnh sửa ở trên nha.
Cắt mà quên cắt khi nhau mình có cây cắt rồi cái cây chưa đó. Ờ chợ quẩy tắt nha. Cái này đế nó có mà sâu nha bà con, không có môi nha. Sao để gì đó, chi cành thì dữ lắm mà. Cái lô này trống trống này dễ coi nè. Đó, cây này nè. Trong tỉa trống lỏng dễ coi rồi. Đều băng luôn. Rồi. Rồi hoành luôn đi. Đây để đế nó có nha, hơi sâu nha. Để lỡ rồi để luôn không môi gì. Rồi quạnh của em nó là 23 nha. Trọng quẩy tắt. Rồi cao 2 mét luôn. Rồi. Rồi chưa? Rồi ngang 1m8. Cây này gì chứ đẹp cây nha. Rồi cây số 6. Số 6 này em xin giao lưu là 3 triệu nha. À, 3 triệu, bao ship 300 cây số luôn, xuống. Rồi, đây. Đây. Lại cái này. Cái số 7 nè. Chặt quá. Lên luôn. Đây. Số 7 nha. Cái này nụ dữ lắm, nụ à. Đó. Kéo về nó xích vô chút rồi Toàn. Cây trong nhà. Quá trời, cây này nụ như gai vậy nha. Khổ dạch luôn, cây này dữ lắm, nụ à. Đó. Quá trời. Đó, chỉ cạnh thì dài bịch nha. Đây, cây này có đế luôn. Quá trời, cây này nở đế luôn nha. Chỉ cạnh này khỏi chê. Rồi mã mã số 7. Rồi cái quạnh em nó là 22 nha. Rồi cây số 7 này em xin giao lưu là 2.500.000. Chưa nữa. Trời ơi, quên. Cây này nụ dữ lắm nha bà con. Chiều cao 2 mét nha. Rồi ngang 1m8. Đây nè. Bên đây nè, đó. Cục dữ lắm nha. Ra tới đọt hết trơn rồi nè. Đều cái cây luôn. Cái này là khỏi dạch cũng thấy nữa. Rồi 2.500.000 hả? Rồi xuống. 300 cây số tặng chậu luôn nha. Cái này đi. Nè. Rồi cây số 8. Ồ, cây này nụ trời cứng cái cây luôn rồi. Quá wow, này nụ như siêu nụ vậy nha. Lắm mà. Lật cái này hơn bê giả luôn đó. Nhìn vô là thấy rồi ha. Quá wow, trời nụ rồi. Cái này xương nó cũng đẹp đó nha. Đó, chờ hàng này có chỉnh sửa rồi chứ nghe bà con về là tưới nước chơi vài bữa nó lật lá hả? Ok nha. Đã nở nha. Rồi. Vô cây. Đế nở nha. Rồi đo luôn. Mã số số 8. Rồi quạnh của em nó là 22 nha.
Cái này nụ lên tới đọt luôn. Rồi chiều cao 2m2 luôn. Cái này thông lắm, thông luôn. Rồi. Rồi. Rồi ngang có 1m6 rồi nha. Cây này còn hơn siêu nụ nữa nè. Đó, nhiều nụ đây nè, những cái nhánh này không bao nhiêu nè. Ghê không? Quá trời luôn. Rồi, cây cây số quên hoài cây. Mã số 8 này em xin cho lưu là 2.500.000 nha. Rồi xuống nuôi đá đây. Đây đây. Đây đây được rồi. Số 9. Đó. Quả số 9 nha. Hàng này là giáo ghim bao mặt bông thì từ 5 tới 12 cánh nha bà con. Ai mua 10 cây là có giá ưu đãi luôn nha, giá gốc luôn. Còn tới vườn mà tự chở thì bên cây bớt 200.000. Rồi em đo chiều cao luôn nha. Mã số 9. À, chiều cao 1m9 nha. Thấy chưa? Rồi. Rồi ngang 1m7. Có đế nha. Cái này có đế à? Đây. Đây. Đế lực luôn nha. Cộng 10 không à. Cái này thoát thân chừng tắc cử à. Đó, chi cành đó. Cái này chi cành cũng đẹp nữa nè. Rồi, em đo luôn. Cây số 9. Trời quên hoài. À, cái hoành nó là 24 nha. Hơn 24 tính 24 á. Rồi mã số 9 này em xin Zalo là 2.500.000 luôn nha. Rồi xuống. Rồi lên số 10 luôn. Rồi số 10. Đó. Đá dài lắm rồi. Nụ thì nó ra tới ngoài chứ khỏi dạch. Đó, cây nào cũng vậy nha bà con. Rồi mã số 10. Rồi cái hoành 22 nha. Rồi chiều cao 1m9. Thấy chưa? Rồi ngang 1m7 luôn. Rồi số 10 này em xin cho lưu là 2.500.000 luôn nha. Rồi xuống. Đừng xác chứ gãy dánh sao mày. Đây. Rồi số 11. Rồi cây này quá trời nổ luôn nè. Cây
này nụ dữ lắm nha bà con. Chị cành thì dày bịch luôn đó. Đó, chị cành này bà con coi hộ đi. Em ra luôn. Cái này gớ, cái này chút xíu không có gì nha. Rồi, cái quạnh em nó là 21 nha. Cái này dần nụ thôi, nó ló gà, nó dữ lắm rồi nha. Rồi, cao 2 mét luôn. Quá trời, như gai vậy. Tới chưa? Rồi, chiều ngang 1 mét rưỡi nha. Rồi cây số 10 phải không? Ủa? Rồi, số 10 em xin giao lưu là 2.500.000 nha. 11 hả? Ừ. Rồi 11. Mã số 11 nha. 2.500.000 xuống. Được rồi. Cây 12 luôn đây. Rồi kéo cái này ra nha. Đây. Đây, mã số 12. Đây. Cái này chỉ cần cũng được nha. Cái này để luôn. Có. Rồi. Mã số 12 nha. À, hoành em nó là 20. Rồi số điện thoại em là 076-86-21-89 nha. Tèo. Đây cái này có bông gió luôn nha bà con. Đây có bông nè. Mặt bông nữa nè. Nó hơi nhỏ nha. 9 cánh à. Không biết nó đếm rồi, 2, 4, 8 cánh. Đó, dảo ghiền thì bọc nó gì đó, vàng đậm là ok ha. Nó vẫn có 5 cánh bình thường nha bà con. Ừ. À, chiều cao là 2 mét. Rồi. Ngang 1m8 nha. Này nó bự lắm rồi à. Đó, anh coi nó đi. Gì pháo vậy? Quá trời, cái này vô nụ dữ lắm rồi nha. Rồi mã số 12. Mã số 12 này em xin cho lưu là 2.500.000 luôn nha. Rồi xuống, xuống bên mày luôn. Lên cái này nè, lên cái này mới giữ rồi. Lên này luôn đi, cái này đi. Kéo cái đó xích vô rồi. Cái đó đó, dướng rồi kìa. Kéo xích trồng rồi. Đây. Cái này chịu ngang bự lắm nha bà con. Đây cái tạng đó nè. Giữa hết tay, không hơi gì nha. Ừ. Ừ, 2 mét à. Đó. Cái này nụ mới kinh luôn. Đó. Mã số 13. Mã số 13. Đây. Cái dạng xương dữ lắm à. Đó. Đều để có luôn nha, để nổi luôn. Cái này để tương đối đẹp luôn nè. Mày nghĩ là không sửa đế gì chứ. Nhìn bệch bệch bệch. Rồi, mã số 13 nha. Em đâu có hoành của em nữa luôn. Rồi, cái hoành 20.
Cái này nụ thì dữ lắm à. Ủa cái này lùng nha bà con, có 1m6 rồi nè, chiều cao á. Chiều ngang ha, chiều ngang dữ. Ờ chiều ngang 2m luôn. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu là 2.500.000 nữa nha. À, số điện thoại em là 0768621849 nha. Ai mua số lượng nhiều thì có giá gốc luôn. Đây. Cây số 14. Đây. Đây, có mấy cây bán rồi mà tới lúc mà đi giao điện người ta không bắt máy nha. Bây giờ lấy ra bán tiếp. Như cây này nè. Đó. Cây này khủng lắm nha. Nụ thì ghê luôn. Là mã số 14. Cái này còn hơn siêu nụ nữa. Cây này dữ lắm à. Này nhánh nó xíu bao nhiêu đây nè. Nó nhánh bự. Trời. Ờ trời lên tới đọt luôn đó, nó ra cái này nhánh nào cũng có cho nha, điệu cho nha. Chị cành đó. Chị cành thì về bịch luôn. Mã số 14. Rồi em đo luôn. Đo hoành luôn ha. Cây này thì đế nó hơi sâu một chút nha. Ờ cái hoành em đó là 23. À, chiều cao là 2m nha. Thấy chưa? Rồi ngang 1m7. Đây à. Anh thấy nhánh này không? Dạ, à, cái nào cũng có nha. Ghê không? Những cái này cũng vậy nè. Điều luôn, điều cây luôn nha. Cái này dữ lắm à. Mà muốn bán rồi đó mà bị hồi đó, tới ngày đi giao rồi còn hồi nữa. Mã số 14. Rồi em cũng giao lưu lại là 2.500.000 luôn nha. Rồi xuống. Và nói luôn đi. Rồi chơi cái này luôn đi. Không. Mã số 15. Mã số 15 nha. Ồ, nụ thì dữ lắm rồi nha. Cái này nụ già dữ lắm rồi. Ồ, cái này đẹp nha, có củ đế luôn. Có chỉ cạnh thì về bịch luôn. Nè, con cái củ nha bà con. Cũng nó bự à. Đó, chỉ cần thì xét gạt luôn. Mấy ngày nữa lật lá rồi nha. 10 ngày quá. À, cái hoành em đó là 21 nha. Cái này đúng rồi, cái thông này dày bích trịch luôn. Ờ, à, chiều cao 2m luôn. Thấy chưa? Rồi. Rồi ngang nhỏ xíu vậy, có ngang có 1m3 nha. Không à. Rồi, rồi mã số 14. 2.500.000. Bao ship 300 cây số. Rồi xuống. Rồi. Cái này đây. Cái này cũng thông nữa nè. Đây, hàng chỉnh sửa không. Mã số 16 hả? Rồi, mã số 16.
Rồi. Đàn xương này dữ lắm nha. Đó, đàn xương mít thịt gì đó. Mà đế cái này còn sâu lắm. Nhìn nó mọc cái cây. Cái này đế sâu lắm, không thấy đâu. Xương rồi. Đó. Rồi, đó luôn đi. Mã số 16. Cái hoành em nó là 25 nha. 25. Này nụ cũng dữ lắm à. Rồi, chiều cao 2 mét luôn. Thấy chưa? Rồi. Rồi, ngang 1 mét rưỡi. Mã số 16. Em xin giao lưu là 2.500.000. Rồi xuống vô trong đi. Để lại đây đi, mấy hồi mà kéo ra. Vô. Đây. 17. Cây nào mấy cây mai này là bông là từ 5 tới 12 cánh nha bà con. Còn cái vàng nụ thì bao luôn. Cây nào cũng có hết trơn. Bao đầy cây. Bao xít, bao nụ. Bao đầy cây. Đầy. Rồi, cây này để nở lắm nha. Mập thù lù dưới rồi. Nhìn cái cây lực lắm à. Chỉ cần thì về bạch. Dế nở dốc cây ha. Rồi. Đó, chỉ cần đó. Rồi, mã số 17 nha. Rồi, hoành em nó là 24. Rồi, chiều cao 2 mét nha. Rồi. Rồi, ngang 1.6. Mã số cái gì? 17 mới 16 rồi tới 17. 17 này em xin giao lưu là 2.500.000 nha. Rồi, cái cây đâu rồi? Rồi kéo vào đó kìa. Đây. À, lên luôn. Rồi, mã số 18. Cái này cũ dí gì trời. Cái lá già dữ lắm rồi nha. Cái này đế nở nè. Trời, không có cọng cái này rễ nè. Chà bá luôn ha. Ừ. Chỉ cần đó. Cái này lật cái này nở bít cây luôn. Rồi, mã số 18 nha. Rồi, em đo luôn đi. Cái hoành em nó là 23 nha. Nụ thì ra tới đọt hết rồi. À, chiều cao 2 mét. Đó chưa? Rồi. Rồi, ngang 1.7 luôn. Rồi, mã số 18. Rồi, em xin giao lưu là 2.500.000 luôn nha. Rồi, xuống. Lên đi. Xuống, lên cho đủ 20 cây luôn. Lên cái đó luôn đi. Rồi. Lên lại.
Rồi, 19. 18 tới 19, đúng rồi. 18. Đây, cây này mập nha. Cây này tàn nó hơi nhỏ chút mà nó lực lắm à. Đó, chỉ cần đi về bịch vậy đó. Nguyên một cục luôn. Rồi, mã số 19. Rồi, cái hoành em đó là 23 nha. Mấy cái mai này nụ thì khó chơi, dữ lắm mà nhưng siêu nụ vậy. Siêu nụ luôn. Quá trời luôn. Già dữ lắm, già nụ quá. À, chiều cao là 1m8 nha. Rồi. Rồi, ngang 1m5. Rồi, cây số 19 này em xin giao lưu là 2.500.000. Đây. Rồi xuống. Đây. Xuống lại đây đi. Hai mươi. Lên. Trời ơi, cái này chậu 7 rồi con. Cái này tại vì mấy cái nhánh được này không có tỉa lại nha. Tỉa lại thì nó tròn lắm. Để đại lên chỗ bự. Cái này có lên clip rồi nè. Cái này bán rẻ lại chút nha. Cây số 20. Rồi. Đó, chỉ cần thì về bịch luôn. Để nè. Đó. Đây lực cây luôn. Chậu quẩy nha bà con. Rồi cây này, chiếc này bán 2.500.000 thôi nha, chiếc trước là 2.800.000, bớt luôn, cho em này đi luôn. Rồi. Cái hoành 22 nha, 23 tính 22 đó. Cây này muốn thông thì tỉa lại. Rồi, chiều cao là 2 mét luôn. Thấy chưa? Rồi, ngang 1m7. Nụ thì già cây đó nha, nụ rồi nha. Rồi. Mã số 20. Em xin giao lưu là 2.500.000. Rồi số điện thoại em là 076-8621-819 nha, tèo. Rồi tổng chào bà con, hẹn gặp lại. Chúc sức khỏe bà con nha. Rồi xuống.